Ơi, chào bà con nghe, bên đây theo con cắt cỏ nè, mới trong thùng luôn nha. Thằng mới nó khỏe bà con ơi. Nhớ nhớt nhau sạch sẽ nè, đây là 4 thì nha, động cơ 4 thì có 4 Scott G nè, 4 thì á. Đây, KX35. 4 thì là xăng riêng nhất kia nha, xăng đổ đây nhất đổ đây. Máy mới trong thùng nha, gồm có đầy đủ phụ tùng nè. Dây đeo. Bình nhớt quặng đầy đủ nha. Có phụ tùng còn nghề luôn. Dây gác luôn đây, cái lưỡi nó luôn. Lưỡi vuông dài Casuco nha, lưỡi vuông dài đây, mới trong thùng luôn Casuco. Này là hàng mới rồi con, cắt cỏ đây, chung lớn luôn nè, đây là chung lớn luôn nè, thấy không? Cắt cỏ hay bơm nước rồi là vô tư luôn, mua thêm cái đồ bơm nước nữa, này cái chuông nhỏ bự nè, chuông có đồ bảo vệ luôn nè, mà không có không xài gắn vô nè, thấy không? Mới trong thùng luôn nha, Casuco. Casuco luôn nha con. Thường cắt cỏ hàng lớn giờ xài 35 mà, 35 nó mạnh. 4 thì nó bền hơn nha bà con, 4 thì nó không ít có bị hư bu đi. Tại 4 thì là xăng riêng nhất, riêng như xe máy mình đó. Chạy đường dài ngon lành lắm. Tốc độ khủng luôn á. Scott 4 thì. Casuco. Là cắt cỏ rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707, coi thông số kỹ thuật nữa coi. Casuco đây, đây của mình là 35 gửi 35, dung tích xi lanh là 35cc, 35,8cc nè. Nặng là 8,2 kg nè, toàn bộ máy móc đây đồ luôn là 8,2 kg luôn, cần cũng nhẹ đó. Mắt in IGC nè, BGC luôn nè. Mắt in BGC là hàng có thương hiệu đó con. Tổng trọng lượng cần rộng gấp vô hoàn chỉnh cái máy là khoảng 8,8 kg cũng được, chấp nhận được. 4 thì Casuco đẹp. Rồi con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707.